Chào mừng các bạn trở lại với khóa học lập trình Zen Framework tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Bài học trước chúng ta đã tạo ra một input element là fullname. Bài học này chúng ta sẽ gọi form này ở controller và chúng ta sẽ render ra view để kiểm tra xem là input của chúng ta hiển thị như thế nào ha. Mình sẽ đi vào trong form element controller. Trước tiên thì mình sẽ mở thẻ PHP. Ở đây mình sẽ đặt một namespace. Mình đang ở trong module form, do đó thì mình ghi là form. Tiếp theo mình đang ở trong thư mục controller, do đó thì mình viết là controller. Rồi mình view các thư viện cần thiết. Ở đây thì các bạn thấy là mình tạo ra controller thì cần phải gọi đến là abstract action controller. Thì abstract action controller sẽ nằm ở thư viện là gen, vào MVC. Tiếp theo là bạn vào controller và mình sẽ vào abstract action controller. Tiếp theo thì các bạn cần sẽ view thư viện view model để chúng ta render ra view ha. Do đó thì mình cũng đi từ gen, bạn vào view, tiếp theo vào model và chúng ta vào view model. Rồi mình tạo một class với tên là tên của file, đó chính là form element controller. Class này sẽ extend từ abstract action controller. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ tạo một phương thức là với mức truy cập là public, function là index action luôn ha. Rồi, trước tiên thì bạn thấy là chúng ta sẽ render các element ở đây ra view. Do đó thì các bạn cần phải gọi form element này. Thì form element đang nằm ở namespace là form.form. Do đó thì mình sẽ view thư viện này trước khi chúng ta gọi. Mình vào namespace là form.form và vào form element. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo ra một biến là form ha, chính bằng view của form element mà mình vừa tạo. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tạo một biến view để view view model. Mình sẽ truyền biến form này qua bên view thông qua một mảng và mình sẽ đặt tên ở đây là form. Nó sẽ nhận giá trị đó chính là $form. Sau đó thì bạn có thể là return $view này. Xem lại thì bạn thấy là chúng ta đã return về view, thì bạn cần phải tạo ra một view để chúng ta hiển thị ra thông tin của form chúng ta sẽ up. Vậy thì trong thư mục là view, form và form element mình sẽ new một file ha. Ở đây mình sẽ đặt là index.php. Mình sẽ mở tag php và nhận thông tin mà view model gửi cho chúng ta. Mình sẽ đặt một biến ví dụ như form chẳng hạn, chính bằng $sys và trở tới là form mà chúng ta đã gửi. Ở đây thì mình sẽ tạo ra một biến ví dụ như mình gửi full input là fullname, do đó mình tạo là fullname chính bằng $form của chúng ta. Để lấy được thông tin của input mà mình đã set up ở đây thì các bạn dùng phương thức get ha. Truyền vào đây là tên của input mà chúng ta đã tạo. Mình đã tạo ra element với name là fullname, do đó thì các bạn sẽ get chính là fullname này. Sau khi mà chúng ta lấy được fullname thì mình sẽ hiển thị thông tin của fullname mà mình đã set up. Trước tiên mình sẽ tạo ra một div với class. Mình sử dụng class là... Rồi trong div này thì mình sẽ set up bootstrap 3 và tạo ra một div con md6 ha. Mình dùng con 6. Rồi thêm vào đây nữa đó chính là con md offset. Mình sử dụng offset 3 để đi vào giữa. Rồi vậy thì các bạn sẽ hiển thị thông tin của form ra đây. Để hiển thị thông tin của form thì các bạn cần dùng php. Do đó thì bạn mở tới tag php equal ha. Trước tiên thì để render được form các bạn cần phải mở tag form, và sau khi chúng ta hiển thị được hết các input cũng như button mà chúng ta sẽ up cho hạn thì bạn cần đóng tag dược form lại. Vậy thì để mở tag form trong Zen Framework các bạn sẽ dùng $sys và trở tới form như thế này. Sau đó thì trở tới open tag, truyền vào đây biến là $form mà chúng ta tạo ở trên. Thì phương thức open tag này sẽ giúp chúng ta tạo ra tag form như thế này ha. Vậy thì mình sẽ comment nội dung này, Ctrl X, mình dùng chấm phẩy thì tag form đây ha. Tiếp theo thì mình sẽ hiển thị thông tin của fullname, mình cũng dùng php equal $this trở tới, dùng form ground để hiển thị, dùng form ground và ở đây chính là $fullname. Sau khi mà chúng ta đã render được fullname thì mình sẽ cần phải đóng tag form. Vì ở đây chúng ta đã open tag form, tiếp theo thì mình sẽ phải đóng tag form này lại. Để đóng tag form thì các bạn dùng là close tag.
Lotus này sẽ render cho chúng ta sự form. Như vậy là mình đã hiển thị được thông tin của form này. Như vậy là chúng ta đã hiển thị được thông tin của form. Để biết được thông tin chi tiết thì các bạn có thể đi vào document ha. Bạn chọn đến ở đây chính là rendering. Chúng ta sẽ render qua view. Thì trước tiên người ta sẽ sử dụng là Dola form chính bằng fit trở tới biến form mà chúng ta gửi từ controller. Thì mình cũng đã set up form trở tới repair. Thì phương thức repair này sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình là lấy data từ form. Thì hiện tại mình chưa lấy data, do đó thì mình có thể là không sử dụng repair này. Hoặc thì các bạn cũng có thể copy để cho vào trong repair của chúng ta ha. Tiếp theo thì bạn thấy là ở đây chúng ta có một thông tin là set attribute action và zip trở tới UL. Vậy thì người ta đã set up cho form của mình có một action là gọi tới một UL nào đó. Tuy nhiên thì mình chưa set up action cho nên các bạn có thể là bỏ qua thông tin này. Rồi ngoài ra thì người ta có thể là set attribute cho form sử dụng phương thức là bot. Thì form của chúng ta mặc định khi mà các bạn tạo ra thì nó sẽ có method là bot. Thì bạn có thể set up hoặc là không cũng được. Còn nếu bạn muốn set up phương thức get thì ở đây các bạn có thể truyền vào là get. Rồi tiếp theo thì người ta sẽ tạo ra form label bằng zip trở tới form label. Và tiếp theo cũng dùng open tag tương tự như mình. Thì ở đây người ta sẽ dùng form và trở tới thông tin chi tiết là form input, form option, rồi form error element như thế này. Còn chúng ta ở đây dùng là form route. Thì form route này nó bao gồm cả thông tin là input, rồi label và cả các error. Do đó thì các bạn có thể là sử dụng một form route. Sau khi mà set up được các thông tin của element thì người ta sẽ dùng zip trở tới form và dùng close tag. Thì close tag các bạn có thể truyền vào đây biến form hoặc là không truyền biến cũng được. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được view và chúng ta tạo ra controller. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử chạy phương thức index xem là element của chúng ta hiển thị như thế nào ha. Rồi mở ra config file module nào. Bạn thấy chúng ta đã tạo ra một row với tên là form và đường dẫn là sự action, mặc định chính là index. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy thử là sự form như thế này. Ở đây mình duyệt là form, nhấn enter nào. Ở đây thì mình nhận được một thông báo là gen form chưa khởi tạo trong view ha. Vậy thì mình sẽ kiểm tra lại view. Thì phương thức mà bị lỗi của chúng ta đó là zip trở tới gen form này thì ở view model. Vậy thì mình sẽ thực hiện kiểm tra ở đây ha. Bạn mở trong config rồi module này. Thì bạn thấy là gen form của chúng ta chưa được khởi tạo vào đây. Vậy thì bạn cần phải ghi thư viện này vào ha. Mình render là gen, tiếp theo vào form rồi phải nào, mình sẽ refresh. Rồi form của chúng ta thì cần gen i1 8n này. Các bạn cần phải cài đặt thư viện của i18n ha. Bạn vào document của gen framework. Ở đây chúng ta có gen form. Thì tiếp theo bạn kéo xuống nội dung ở dưới thì chúng ta có gen mvc của i18 ha. Do đó thì mình sẽ copy câu lệnh này. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào source code, bạn nhấn Ctrl và Backstick, mình cài đặt thư viện vào ha. Nhấn Enter đợi cho quá trình cài đặt. Rồi tiếp theo thì ở đây bạn thấy là nó hỏi sau khi cài đặt nó hỏi chúng ta là có thêm vào trong module hay không, thì bạn chọn một. Rồi mình chọn get ha. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công. Mình đóng nội dung này lại. Thì bạn thấy là gen MVC 18N đã được cài đặt ở đây. Mình sẽ thử refresh project xem ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã cài đặt thư viện thì bạn thấy là full name của chúng ta đã hiển thị ở đây. Đó chính là element mà chúng ta đã tạo. Ở đây các bạn có thể Ctrl Shift Y để chúng ta xem thông tin mà mình đã tạo cho input này nha. Bạn thấy thì form của chúng ta tạo ra với method là bot. Rồi label ở đây là full name. Input này chính là full name, type là tag, platform control, ID là full name. Placeholder là nhập họ tên. Chứng tỏ là chúng ta đã set up các thông tin này thành công cho input. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo ra một element. Bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các element, ví dụ như hidden hoặc là email chẳng hạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.